Chiến sĩ công an đi bộ 20 km khiêng thi thể nạn nhân vụ sạt lở về với gia đình. Mến chào quý khán giả đang xem kênh YouTube tin giải trí. Hàng chục chiến sĩ công an chân bám bùn, đi bộ hơn 20 km, khiêng thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại xã Ca Thành, Cao Bằng về bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Ngày 12 tháng 9, Bộ Công an cho biết tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 38 thi thể, trong đó có 21 nam, 15 nữ, hai người khác đang tiếp cận để trục vớt trong vụ sạt lở tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 31 trên 38 người. Tổng số người mất tích hiện tại còn khoảng 15 người. Trong đó có nạn nhân được tìm thấy khi bị cuốn trôi đến tận xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Bảo Lạc là địa bàn giáp danh xã Ca Thành. Để đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình bàn giao cho gia đình, cán bộ công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp khiêng thi thể đi bộ hơn 20 km, vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do đất đá sạt lở và mưa lũ, Bộ Công an thông tin. Những chiếc cáng được kết từ cây tre, dùng dây thừng buộc vội, thân cây tre được dùng làm đòn gánh, thi thể nạn nhân được bọc tạm trong tấm bạt. Hàng chục chiến sĩ cứ thế chân bám bùn, tay ghi chặt đòn gánh trên vai, thay nhau khiêng thi thể nạn nhân. Do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì sạt lở, các chiến sĩ công an huyện Bảo Lạc đã vượt qua nhiều tuyến đường rừng nguy hiểm, lầy lội, treo leo để đưa thi thể nạn nhân về với gia đình. 5 giờ 45 phút sáng 9 tháng 9, tại km 186-140 quốc lộ 34, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, xảy ra vụ sạt lở đất vào một xe khách, hai ô tô con và nhiều xe máy. Các xe này sau khi bị vùi lấp đã bị đẩy xuống suối và bị nước cuốn trôi. Vụ việc khiến khoảng 30 người chết và mất tích, trong đó có hai cán bộ công an tỉnh Cao Bằng. Sạt lở đất ở Yên Bái, hai vợ chồng tử vong. Lũ quét tăng thương vùi lấp cả bản làng nủ, tìm thấy 42 thi thể vẫn còn 53 người mất tích. Mến chào quý khán giả đang xem kênh YouTube tin giải trí. Theo cập nhật mới nhất từ VTC News, lực lượng chức năng đã tìm thấy 42 thi thể và còn 53 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Vẽ lại sơ đồ hiện trường Làng Nủ, trang bị thêm ống nhòm, cảnh cảnh báo. Lực lượng kiểm lâm Lào Cai đang phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình kiểm đếm những người còn sống sót, người đã tử vong hoặc còn đang mất tích. Sáng ngày 12 tháng 9, lính thông tin cũng được trang bị thêm ống nhòm và cảnh để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trên đường đến làng Nủ. Sáng ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của chính phủ lên đường đến hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sáng nay cũng đến làng Nủ để thăm hỏi động viên bà con vùng bị thiệt hại do lũ quét. 325 người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ, sạt lở. Đại diện Cục Quản lý Đê Điều và Phòng, Chống Thiên Tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến 7 giờ ngày 12 tháng 9, bão số 3, bão IAG gây mưa lũ, sạt lở đất đã làm 325 người chết và mất tích. Cụ thể, bão, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 197 người chết, 128 người bị thương. Trong đó, tỉnh Lào Cai thiệt hại nặng nề nhất với 177 người chết và mất tích, 82 người chết, 95 người mất tích tại các địa phương Bảo Yên, Sa Pa, Bát Sát, Simacai, Bắc Hà, Văn Bản. Riêng trong vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã làm 99 người chết và mất tích. Sẵn sàng lực lượng để kịp thời hộ đê. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 93 CDTTG về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ. Theo dự báo, lũ trên nhiều các tuyến sông ở Bắc Bộ vẫn lên mức báo động 2 đến báo động 3, một số nơi vượt báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng vùng ven sông, đe dọa an toàn đối với đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, máy móc để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Triển khai các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông và cả bên trong các tuyến đê có nguy cơ mất an toàn. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ hộ đê, sẵn sàng triển khai lực lượng tại các vị trí trọng điểm xung yếu để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán dân, thực hiện cứu hộ cứu nạn, ứng phó lũ lớn. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ thể quản lý khai thác hồ đập thủy điện phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc vận hành hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, không để xảy ra sự cố đối với tàu bè gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, các cầu qua sông, nhất là trên các tuyến sông có lũ lớn. Quảng Ninh di rời khẩn cấp hơn 100 hộ dân. Đêm ngày 11 tháng 9 năm 2024, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh di rời khẩn cấp 136 hộ thuộc tổ 7, khu 5 phường Quang Hanh nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở do nghi khu vực đồi cao trong khu vực bị úng nước trong đất. Lũ trên sông Hồng vẫn trên 11 mét. Theo báo Thanh niên, dạng sáng ngày 12 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đạt mức 11,26 m, dưới báo động 3 là 0,24 m và có xu thế đang đi xuống. Đến 7 giờ sáng, nước lũ trên sông Hồng tại Hà Nội ở mức báo động 2, đạt 11,2 m, dưới mức báo động 3 và đang giảm, mỗi giờ sẽ rút 2 cm. Gần 418 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng bão lũ qua mặt trận Tổ quốc. Tối 11 tháng 9, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper cho biết Mỹ sẽ cấp 1 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các nỗ lực ứng phó của Việt Nam sau bão số 3, bão IAG. Mến chào quý khán giả đang xem kênh YouTube tin giải trí. Theo báo cáo đến 17 giờ 30 phút chiều 11 tháng 9 của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật từ các địa phương, bão số 3 và mưa hoàn lưu sau bão, sạt lở đất, lũ quét, sập cầu, làm 179 người chết, 145 người mất tích. Cập nhật đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ gần 418 tỷ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Iagi. Số tiền đã chuyển về tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương đến nay là gần 286 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng, Hà Nội đăng ký 61 tỷ đồng, Đà Nẵng là 33 tỷ đồng, Bình Dương là 10 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết có khoảng 25 ngân hàng đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng. Thêm vụ sạt lở đất ở Lào Cai đã làm 7 người tử vong, 11 người mất tích và 11 người bị thương. Theo ông Vàng Văn Trung, bí thư đảng ủy xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vụ sạt lở bất ngờ vùi lớp 8 nhà dân. Vụ sạt lở quá bất ngờ, quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay. Theo ông Trung, do đường vào xã, nơi sạt lở bị chia cắt gây khó khăn trong công tác cứu nạn, cứu hộ phải đến trưa ngày 11 tháng 9, sau khi băng rừng, đi thuyền rồi đưa lên xe cứu thương, 11 người bị thương mới được đưa tới cấp cứu tại phòng khám đa khoa Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tính đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 15 người trên địa bàn huyện tử vong, 19 người mất tích và 17 người bị thương. Tổng số nhà bị thiệt hại là hơn 1.400 căn nhà, trong đó nhà bị sạt lở là 470 nhà ước tổng thiệt hại trên địa bàn huyện khoảng 325 tỷ đồng. Trung Quốc chủ động thông báo xả lũ thủy điện thượng nguồn cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho biết trước thông tin Trung Quốc chuẩn bị xả lũ đập thủy điện Ma Lù Thàng, thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thượng nguồn sông Lô của Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tỉnh Vân Nam. Phía Trung Quốc sau đó cho biết vẫn xả lũ ở thượng nguồn sông Lô để không vỡ đập, song sẽ lùi thời gian và giảm khối lượng xả. Chủ trì cuộc họp của thường trực chính phủ chiều 11 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: Thiên tai đã gây hậu quả rất lớn, dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở ra. Thủ tướng đã ban hành 6 công điện, liên tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung ứng phó bão, mưa lũ, sạt lở. Từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất. Đồng thời, chính phủ thành lập các đoàn do Thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc chỉ đạo ở các địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết và không để ai bị đói, rét, khát, không có chỗ ở. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của bộ chính trị, tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm, các công điện, chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Địa phương tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ để ứng phó, giải quyết các vấn đề khẩn cấp. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tập trung lực lượng, hỗ trợ địa phương, cơ quan, người dân bị thiệt hại. Trên tinh thần ai có của giúp của, ai có công giúp công, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, tương thân, tương ái. Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục tập trung cứu hộ, cứu nạn với người bị nạn, mất tích cứu chữa những người bị thương và lo hậu sự cho người xấu số, nhanh chóng ổn định tình hình trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan, địa phương tìm mọi biện pháp bằng mọi phương tiện đường thủy, đường bộ, hàng không để tiếp cận, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu vực bị chia cắt, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình đê điều, hồ đập và có đánh giá, dự báo sát tình hình để có phương án xử lý phù hợp. Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điểm có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét để di rời người dân tới nơi an toàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giả soát, tổng hợp thiệt hại và khẩn trương cấp phát dự trữ hỗ trợ người dân, Để mạnh cung ứng trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, khôi phục các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa phục vụ dân sinh, không để thiếu hàng, tránh tình trạng găm hàng, đội giá bộ kế hoạch và đầu tư được giao xây dựng chương trình khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập lụt. Trong đó đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dân doanh, các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế